Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được sự thỉnh mời của chư tăng nơi đây, Huệ Liên, chúng con tôi xin đến đây để chia sẻ một đề tài. Tự đề chắc quý vị biết rồi, bốn tư duy để hỗ trợ tu tập. Thì với đề tài này, quý vị hình dung bốn cái tư duy này như thế nào? Quý vị suy nghĩ bốn tư duy này là gì? Dĩ nhiên là những bài pháp cùng chia sẻ với quý vị bất cứ nơi đâu. Và chúng tôi cũng đều trích dẫn từ kinh điển của Đức Phật. Và luôn luôn trung thành với lời dạy của Đức Phật. Bốn tư duy này chúng tôi cảm nhận rất cần thiết cho đời sống tu tập của bản thân mình. Và hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Và chúng tôi cũng nhờ bốn tư duy này mà vững tiến hơn trên con đường tu tập, khiến cho mình tinh tấn, khiến cho mình có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân và làm nền tảng tu tập. Hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị, bởi vì khóa tu thiền ở nơi đây là tu thiền tứ niệm xứ. Đúng là trong thời Đức Phật còn tại thế, trong kinh điển Nguyên Thủy đều đề cập đến thiền tứ niệm xứ. Và khi Đức Phật tu dưới cội Bồ Đề, Ngài cũng thực tập thiền tứ niệm xứ. Thiền định của Đức Phật là thiền tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta đào sâu vào tứ niệm xứ để tu tập, đó là quý vị đã được minh sư hướng dẫn để đi đúng con đường của Đức Phật dạy. Và quý vị biết Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề bao nhiêu ngày thì chứng quả? Đúng 49 không? Đức Phật mà ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì cũng quá lâu. Tại vì Đức Phật có 7 tuần lễ sau khi chứng ngộ để quán chiếu những gì mình đã chứng ngộ, và như thế là phải hóa độ chúng sinh như thế nào để xem căn cơ trình độ của chúng sinh, và cần phải hóa độ như thế nào để đem giáo pháp của Ngài truyền bá cho chúng sinh. Thì có thuyết nói rằng á, thì chúng ta cũng không có biết là chính xác là Đức Phật ngồi 49 ngày đêm hay là bao nhiêu ngày. Nhưng mà đa số thì chúng ta hiểu là 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà trong kinh ghi lại là 49 ngày trong 7 tuần thất. Thì tuần thất thứ nhất á, Đức Phật ở tại cội Bồ Đề. Thì như vậy Đức Phật ngồi tại một cội Bồ Đề để chứng quả chỉ có 7 ngày thôi. Rồi sau đó 7 ngày kế tiếp Ngài đến một cái vị trí thứ hai, vị trí thứ ba, vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Và mỗi một vị trí như vậy Ngài ngồi chiêm nghiệm 7 ngày, thành cộng là 49 ngày. Đó là một
lịch sử ghi lại thì chúng ta cũng không biết là cái nào như thế nào, nhưng mà nó hợp lý thì chúng ta theo. Chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề và Ngài tu thiền tứ niệm xứ. Giờ để hỗ trợ cho sự tu tập của quý vị, chúng tôi xin chia sẻ những gì chúng tôi biết được và chúng tôi cảm nhận được, chúng tôi nhận thức được qua lời dạy của Đức Phật và có lợi ích trong tu tập của bản thân mình, cùng chia sẻ đến quý vị. Thì chúng ta cùng nhau tu dưới ánh hào quang trí tuệ của Đức Phật bằng cách là nương tựa vào chánh pháp của Phật. Và chúng ta cùng chia sẻ mà thôi, người đi trước truyền đạt cho người đi sau. Và hơn nhau ở cái chỗ là có thực hành hay không thực hành mà thôi, chứ không phải hay hơn ở cái chỗ hiểu nhiều, học nhiều, nói nhiều, mà hay hơn nhau ở cái chỗ là có tu tập hay không mà thôi. Chỉ cần thực hành và lợi ích cho bản thân, và dĩ nhiên khi lợi ích cho bản thân thì cũng có khả năng làm lợi ích cho người khác. Còn nhiều khi mình làm không được, nhưng mà mình nói cho người khác nghe để người khác làm. Sự thật cái điều đó Đức Phật không có dạy, mà Đức Phật dạy mình hãy thực hành rồi hãy nói cho người khác nghe. Thì khi như vậy thì cái lời nói của mình nó có nghiệm chứng của bản thân, cho nên lời nói đó nó có tác dụng nhiều hơn là mình nói mà mình chưa thực hành. Ví dụ như có chuyện bất hòa xảy ra, một người nổi cơn giận, nói chị ơi thôi giận chi, hôm nay mình tu giận chi, không phải quán tưởng những gì mà Đức Phật dạy để dằn bớt cơn giận. Chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng đang ở trong cái hoàn cảnh tu tập, thì chúng ta nói các bạn sẽ nghe. Còn ở một chỗ khác mình cũng dùng câu nói này, mình nói thì nó không tác dụng. Bởi vì trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình vẫn, người bạn mình vẫn thường thấy mình giận, mà mình vẫn chưa tu tập mà chỉ người khác tu tập, thì sẽ bị nói cái câu rằng là làm thầy đời hoặc là sửa lưng. Chứ sự thật ra là mình tu tập, có nhiều người nói rằng mình tu không được, mình cứ nói cho người khác tu. Giống như mình làm bánh, trật lên trật xuống, hư lên hư xuống, mà mình cứ nói cho người khác cứ làm được thôi, thì cái người sai này chỉ cho người sai khác tiếp tục sai mà thôi. Cho nên chữ tu của Đức Phật là tu cho mình hay tu cho người khác? Tu là sửa mình hay sửa người khác? Mình nói thì hay thiệt, nhưng mà hay sửa người ta lắm. Thấy người ta sai là sửa, mà thấy người ta sai mình hay nói lắm, để ý người ta sai để mình nói. Như vậy đó dễ mít lòng không quý vị? Tu làm sao mà mình không mít lòng ai hết? Mít lòng bản thân mình thì được, còn đừng làm mít lòng người khác. Nghĩa là nó giận mà mình kêu nó đừng giận, nó cứ giận cho nên mình giận lại nó. Giận lại cái tâm của mình. Tại sao mình cứ giận? Tại sao mình cứ buồn phiền? Giận mình thì cứ giận để mình tiến lên, còn làm phiền người khác thì cố gắng đừng tránh đi, thì cuộc sống mình nó mới bình yên được. Mình đến mình cầu nguyện Đức Phật phò hộ cho mình bình yên, nhưng mà mình chuyên môn quấy rầy người khác thì làm sao bình yên được. Nên muốn bình yên thì mình học hỏi lời dạy của Đức Phật, rồi mình thực hành để được bình yên. Giờ chúng ta vô nội dung của bốn cái sự tư duy này để hỗ trợ cho tu tập.
Bốn tư duy này là nội dung quán sát cơ bản về vũ trụ quan và nhân sinh quan Phật giáo. Quý vị biết vũ trụ quan và nhân sinh quan là gì không? Nói về vũ trụ và nhân sinh, tiếng Ngài nói về thế giới và con người. Hiểu nôm na như vậy, chúng ta thường sử dụng cái từ ngữ tiếng ngoại quốc á nhiều quá thì cho nên đọc lên nghe nó kêu lắm, âm thanh nghe nó hay lắm mà không hiểu gì hết. Nhân sinh quan, vũ trụ quan mà nghe nó kêu lắm. Bữa nay tôi học cái bài nhân sinh quan, vũ trụ, nhân sinh quan, vũ trụ quan, nhưng mà nội dung gì không biết, không hiểu gì hết. Là nói về thế giới và con người mà thôi, theo Phật giáo. Và bốn cái điều tư duy này khiến cho tâm linh hướng về sự tu tập. Ai nghe qua rồi cũng phải cố gắng tu tập. Đây là nền tảng cơ bản của sự tư duy. Và lúc nào chúng ta nhớ đến lời dạy của Đức Phật để thực hành, rồi lúc nào cái nền tảng tư duy, cái nhận thức, ý nghĩ của mình đặt ở chỗ nào để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, nuôi dưỡng cái sự tu học tinh tấn của mình. Chứ bằng không đâu phải là mỗi tuần lễ đến đây một ngày tu thôi rồi về là không biết gì nữa hết. Còn nhớ tới cái chuyện mà ngồi thiền thở vô thở ra, thở vô thở ra, sự thật ra nó chỉ là một sự thực tập. Còn cái nền tảng suy nghĩ á, cần phải có để nó hỗ trợ cho mình tinh tấn. Đến ngày Chủ nhật mình cố gắng mình đi, dầu có chuyện gì bận rộn cách mấy cũng cố gắng khắc phục được. Còn bằng không á, chúng ta không thắng được mình. Chuyện gì một chút cũng mắc bận, không đi được. Mưa cũng bận, nắng cũng bận, nóng cũng bận, đói cũng bận, no cũng bận. No quá đi không được, đói quá đi cũng không được. Nay trời nắng quá đi không được, trời mưa quá ướt đồ đi cũng không được. Nó làm cho mình thối lui cái tâm, cái sự tinh tấn. Bốn loại tư duy này là gì? Cái gì suy nghĩ lên là phải thứ niệm xứ không? Không, chúng ta muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là thân người khó được. Chúng ta có cái thân, từ ngữ này nghe quen thuộc phải không? Thân người khó được, ai cũng biết phải không? Lát chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề tại sao thân người khó được. Thứ hai nữa là thế gian vô thường. Thứ ba nữa, nghiệp và nhân quả. Thứ tư, luân hồi là khổ. Bốn cái điều này chúng ta làm cái cơ bản nhận thức. Nếu mà tu tập mà không biết thân này là khó được, đáng quý, và sự đáng tiếc của thân thể dễ mất, thì chúng ta sẽ không có thể mạnh dạn vận dụng cái thân này để tu hành thực tế. Còn nếu không hiểu được thế giới là vô thường, là khổ, sự bi ai của cái vòng luân hồi sáu cõi, và cái thế giới ta bà này là thế giới của nghiệp, nhân quả báo, thì con đường tu học giải thoát cũng như cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát là điều không thể. Không hiểu thế giới này là vô thường, là khổ, thì làm sao mà giải thoát được? Quý vị tu thiền tứ niệm xứ cũng là để quán cái thân này á là vô thường. Tu thiền tứ niệm xứ quý vị quán hơi thở phải không? Quán hơi thở rồi thấy gì trong đó?
Mình phải nhận thức được là mình quán hơi thở để mình biết được cái gì là kết quả của sự quán hơi thở. Quán hơi thở là quán hơi thở vào, hơi thở ra là một, một cách quán. Quán hơi thở dài ngắn rõ biết là hai, đó là mình chú tâm hơn. Quán hơi thở tư cách thứ ba nữa là quán sự sinh diệt của hơi thở. Hơi thở vào bắt đầu từ đâu và nó chấm dứt từ đâu. Hơi thở ra bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu. Thứ tư nữa là quán sự an tịnh của thân khi hơi thở vào và hơi thở ra. Khi rỡ vào thì khỏe, thở ra được thì khỏe. Thở ra thở vào nó cũng làm cho thân khỏe. Vậy để chi? Rất là lợi ích. Nhưng mà mình không thấy sự lợi ích đó. Có nhiều người học cái cách tu thiền khác, nhưng mà lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta theo đạo Phật, quy y với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta đang thực hành giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên thực hiện lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không theo cái pháp môn nào khác ngoài pháp môn tứ niệm xứ. Đó là thiền, chánh niệm và chánh định. Chánh niệm để đưa đến chánh định. Chánh niệm là bốn cái nơi để đặt niệm, và đưa đến chánh định là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứng được các tịnh thiện để cho tâm được an lạc, khinh an, nhất tâm, và như vậy mới có thể đạt đến trí tuệ. Thì thứ nhất là thân người khó được. Thân người khó được thì thân người, điều thứ nhất chúng ta quán tưởng tại sao thân người khó được. Đó là thân người rất là đặc biệt so với các chúng sinh khác. Quý vị thấy cái thân người có điểm đặc biệt nào so với chúng sinh khác mà Đức Phật nói rằng chỉ có con người mới có thể tu tập chứng quả được, còn các chúng sinh ở các thế giới khác khó có thể tu tập, không thể nào chứng quả. Thì con người đặc biệt là ở chỗ nào? Thứ nhất là thân thể. Thân thể con chúng sinh ở cõi người này khác với thân thể ở các cái chúng sinh ở cõi khác. Thứ hai nữa, chúng ta có ngôn ngữ, lời nói. Thứ ba nữa là có trí tuệ. Ba cái điều đặc biệt này làm cho con người tối thắng hơn những chúng sinh khác. Và chúng ta cũng nên so sánh bản thân mình với những chúng sinh nghiệp quả khác mà họ không thể tu tập được. Trong kinh cũng ghi lại là 8 cái loại chúng sinh không thể tu tập hoặc là khó tu tập lắm. Thứ nhất là chúng sinh ở địa ngục, chúng sinh ngạ quỷ, súc sinh, những người đuôi, điếc, câm ngọng, và những người sanh ra đời
trước Phật hay là sau Phật. Bởi vì Phật giáo không có bằng chứng trong cái thời gian đó. Trước Phật thì không có Phật giáo, sau Phật thì Phật giáo càng ngày càng lu mờ đi, nên không có bằng chứng được, không có phát triển mạnh mẽ, nên khó tu. Đời của chúng ta là cái đời ở trong cái thời Phật, còn lưu giữ kinh điển và chánh pháp của Đức Phật, cho nên tu dễ hơn. Thứ hai, kế nữa là thế trí biện thông, có nghĩa là cái người thông minh, có biện tài theo thế sự, cho nên khó tu hành. Những người giỏi giang quá ở thế gian rất là khó tu. Quý vị thấy mấy người chức sắc lớn có tu được không? Rất là khó tu. Với quý vị mà giàu có cũng rất là khó tu. Quý vị này giỏi giang cũng rất là khó tu. Giỏi giang theo thế sự. Ví dụ như một nhà sản xuất làm ăn khấm phá phát đạt, nuôi dưỡng được người này người nọ người kia, giúp đỡ chuyện này chuyện nọ được, khó buông ra để đi tu. Cái người ở hoàn cảnh bất hạnh nó dễ tu nhất. Thường thường là mấy người khổ đi tu, còn người sướng ít tu. Gặp cái chuyện gì khổ quá chịu hết nổi, cùng đường chạy vô chùa kiếm chỗ nương tựa là tu luôn. Đó không phải là dở. Cái đó là người đó là đủ cái duyên lành đến với Phật Pháp, cho nên khiến gặp cái hoàn cảnh bất hạnh sớm hơn những người khác, cho nên nhận thức ra được cuộc đời là khổ để đi tu. Còn những người chưa nhận được cái sự bất hạnh đó, chưa trải nghiệm, cho nên thấy đời nó như là mùa xuân. Cho nên là biểu tu làm sao mà tu được. Cuối đời là thấy thân mình già rồi, mình tàn tật, mình yếu đuối rồi, mình không còn sức nữa, rồi con cháu nó bỏ bê, lúc đó mới muốn đi tu. Thì hết làm ra tiền, hết nuôi nó được rồi, lúc đó muốn đi tu đi được không? Đi hết nổi. Hai cái chân đâu cho đi đâu. Già rồi vô tu, ta cũng đâu cho tu. Tu mà già là không tu được cái gì, khó tu lắm. Tu phải tu còn trẻ. Già nó là những người mà có căn cơ trình độ, nhận thức mạnh mẽ, sâu sắc về giáo lý của Đức Phật, về cuộc đời của Đức Phật, về lời dạy của Đức Phật, thì người đó mới có thể tu được. Bằng không á, rất là khó tu. Quý vị mà tu trễ có nghĩa là chưa có nhận ra được cuộc đời khổ, cho nên còn nắm níu hoài. Cho đến khi giác ngộ rồi là 70 tuổi rồi, muốn đi tu không có chùa nào nhận. Vô làm công quả cũng là không nổi. Cho nên là trên 60 tuổi là trong Phật giáo bây giờ là không có cho thọ giới nữa. Tại vì già yếu rồi, thứ nhất, thứ hai là cái tâm trí của mình nó quen theo thế tục rồi, cái gì khó thay đổi lắm. Còn cái người trẻ đó, là tiếp xúc với đời nó ít, cái thói quen đó, nó chưa có nhiễm nhiều, cho nên đi tu vô sửa lẹ lắm. Còn cái người lớn tuổi vô tu
Thì dĩ nhiên là vô tu, dầu tu trễ đi nữa, là lớn tuổi cách mấy đi nữa, cũng phải nhỏ hơn một vị xuất gia trước mình. Dầu cái vị xuất gia trước mình đó mới có 10 tuổi, 12 tuổi, 14, 16, 18, 20 tuổi thôi. Mình 70 tuổi mà mình làm em người 20 tuổi á, thấy khó chịu. Thì cái quy luật sống á là phải người lớn nói người nhỏ nghe, không được cãi. Nếu mà cãi thì giống như cái gia đình rồi. Nên tu là phải im thấm, người lớn nói người nhỏ nghe. Mà có cái gì bận lòng mà khó chịu thì thưa lên vị trên, chứ không có được cãi vã. Rồi đi đâu cũng đi sao, ngồi sao, cái gì cũng sao sao. Sai gì nghe nấy nữa. Rồi thì cái ngã nó còn là đâu có nó tu đâu có thành Phật liền được đâu. Ngã nó còn nguyên. Sai á, mặc dầu không dám nói ra nhưng trong bụng lầm bầm. Mày ở ngoài đáng con cháu tao, vô đây mình sai tao như con mày vậy. Vậy là rất là khó. Tu là tu trẻ, già là coi như là hẹn kiếp sau đi. Giờ mình tu gieo duyên trước đi, hẹn kiếp sau lên tu liền. Sanh ra muốn ở vô chùa chứ không ở nhà bệnh lên bệnh xuống, cha mẹ phải thả chùa thì hết bệnh, rồi lúc đó mới đi tu luôn. Khiến vậy. Cho nên bốn cái điều tư duy này khiến cho chúng ta chuyển hóa cái tâm thế tục thành một cái ý chí phấn khởi để chuyển hóa thành ra những cái sự việc tôn giáo vĩnh hằng. Ví dụ như quý vị hiểu được thân là vô thường, thân là người là khó được. Hoặc là ba cái tư duy kế tiếp nữa, thì quý vị sẽ thấy được mình vững tâm tu và chuyển tất cả những cái gì mà thế tục tạm thời đó trở thành những cái sự việc lợi ích tôn giáo. Và như vậy nó có lợi ích cho bản thân mình ở về lâu về dài. Ví dụ như người mà hiểu biết được á, thì đem hết tất cả những cái sự nghiệp của mình, công của cải, tài sản, làm những cái việc phước đức, chuyển cái thế tục, sự việc, sự vật thế tục tạm thời đó trở thành những sự việc tôn giáo vĩnh hằng. Cái phước đức mới là vĩnh hằng cho mình. Còn ôm tài sản á, nó là sự tiêu pha cái phước đức. Ai có tài sản nhiều có nghĩa là đang hưởng thụ phước đức của bản thân, mà không biết làm ra thì phước đức nó sẽ hết. Mà khi nhắm mắt lìa đời thì bỏ lại hết. Cho nên khi mà hiểu rồi thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái sự vật thế tục đó, nó chỉ tạm thời thôi, thành ra cái sự việc vĩnh hằng về Phật giáo. Theo Phật giáo là như vậy. Và thân người đặc biệt ở cái chỗ là so sánh với những người bất hạnh hơn mình, cũng là loài người, nhưng mà những cái người đó bị bệnh tật là không tu được, tật nguyền không tu được. Nghèo đói cũng không tu được. Nghèo đói cái tâm tư á, nó bị bế tắc. Cho nên đó là
đối với thân người khó được, khó được ở sự toàn vẹn. Bây giờ tất cả quý vị ở đây có một cái thân thể toàn vẹn, đó là quý vị đã được một cái quý báu là thân người khó được. Và trong cái thân người khó được này á, mà quý vị đã có, và cũng rất ít người biết tu. Trong thời đại bây giờ quý vị thấy là có tu được nhiều đâu. Và con người vốn là làm những việc xấu, ít có người nào làm việc tốt. Đó là bản thân tự nhiên của con người, tại vì nó mang cái tính cách là chấp ngã và ích kỷ, tham lam, sân hận, si mê. Cho nên nó làm việc tốt rất là khó. Cho nên nó làm việc tốt thì ít, rất là ít ỏi. Còn làm việc xấu thì rất nhiều. Đôi lúc chúng ta tu vậy chứ cũng khởi lên làm việc xấu một chút. Chứ mà làm việc tốt thì thành thần mình thánh hết rồi. Đôi lúc chúng ta cũng có những cái xấu của bản thân. Và trong số người mà biết tu đó, tạo cái những cái điều tốt đẹp, lợi ích, thiện lành cho thân người này cũng rất là hiếm. Sống như với lòng nhân thôi là cũng là khó rồi. Và trong cái số người mà tu theo Phật Pháp, thì theo tu theo đúng chính pháp, chánh pháp của Đức Phật một cách chính xác thì cũng rất là hiếm. Không có thời gian để nghiên cứu lời dạy của Đức Phật, và cũng không có cơ hội để tiếp xúc lời dạy của Đức Phật. Thì cái sự tu hành chính xác theo Phật Pháp rất là hiếm, rất là khó. Giờ quý vị tu thiền tứ niệm xứ, quý vị thuộc cái bài kinh tứ niệm xứ không? Thuộc không? Cũng có đọc hàng ngày phải không? Nhưng mà càng thuộc thì càng tốt. Thuộc mới biết cách tu vậy. Thuộc nó cũng hỗ trợ cho cái chuyện mình tu. Mà nhớ thuộc là để thuộc cho mình nha, đừng có thuộc chỉ cho người ta. Tại vì mình cũng chưa có thực hành, đừng làm thầy đời dạy người ta, rồi rốt cuộc mình không được gì. Tu thiền tứ niệm xứ là tu cho bản thân, là thở vào thở ra, thở vào thở ra. Cái đó quan trọng lắm. Và nếu mà cái người mà biết tu hành chính xác á, thì cố gắng hãy để mình là một thành viên trong đó, để mình tu hành cho tốt, lợi ích cho bản thân. Kế tiếp nữa là thân người dễ mất. Thân thể của con người chịu nhiều tác động nguy hiểm bên ngoài. Và cũng không có thể biết cái chết đến bất cứ lúc nào. Mình nhớ như vậy đó mà mình ráng mình tu. Chứ không phải thôi không có đủ thời gian để tu. Và cái điểm đặc biệt giữa sự sống và sự chết là cái gì quý vị biết không? Sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Tu hoài mà không biết. Hơi thở. Sống thì thở, không sống thì hết thở. Thì giữa sự sống và sự chết khác nhau ở hơi thở. Quán hơi thở hoài mà không biết.
mình còn thở nghĩ mình còn sống phải không? Hết thở thì hết sống. Giờ đang ngồi thiền mà tắt thở cũng có thể được thì chết. Chứ không phải là sự khác biệt giữa sống và chết là đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ. Khi ngồi chỗ nằm chỗ cũng có thể chết nếu không có thở. Cho nên khi mình quán hơi thở vào hơi thở ra đó thì mình thấy rằng an tịnh thân hành khi thở vào, an tịnh thân hành khi thở ra, thấy rằng thở vào thở ra thân mình bình yên khỏe mạnh. Nếu hơi thở này chấm dứt không ra không vào á thì chết ngay lập tức. Và thân con người dựa vào hơi thở vào, hơi thở ra, vào từ bắt đầu từ cửa mũi, chấm dứt ở buồng phổi, hơi thở ra bắt đầu từ buồng phổi và chấm dứt ở cửa mũi. Chúng ta thấy rằng từng hơi thở sinh diệt nói liền lẫn nhau. Và chúng ta sống. Không có sự từng cái sinh diệt đó, chúng ta chấm dứt ngay lập tức. Vì vậy cuộc đời vô cùng mỏng manh, dựa vào từng hơi thở sinh diệt để quyết chí tu, để thấy rõ được cuộc đời là vô thường, sinh mạng mình vô thường, nhỏ nhoi mỏng manh quá, dễ đứt. Và con người có một cái sứ mạng vĩ đại là có khả năng giác ngộ và chứng thành quả Phật hơn những chúng sinh khác. Và cái người mà có cái khuynh hướng mà thích một cái gì đó thì có nghĩa là cái người đó mang một cái nghiệp của quá khứ. Dường như lớn lên thích vẽ, tự nhiên còn nhỏ cũng thích vẽ, thì người đó được gọi là người mang nghiệp, gọi là đới nghiệp. Đới nghiệp, đới đới nghiệp là mang nghiệp. Chúng ta mang nghiệp từ quá khứ đến tới hiện tại. Người mà biết tu tập từ kiếp trước thì kiếp này sẽ dễ sinh ra cái lòng tin tưởng Phật Pháp. Cho nên quý vị không xuất gia được nhưng cũng cố gắng tập cho mình một cái thói quen tu tập. Để kiếp này không tu, kiếp sau sanh ra muốn tu liền. Gieo duyên cho kiếp sau, tạo nhân cho kiếp sau. Kiếp sau mà nghiệp quả nặng quá chưa tu thì ít nhất cái nhân này cũng còn, kéo cho mình vài ba kiếp nữa, trả cho hết quả đi, quả nghiệp đi rồi mình tu. Cho nên đừng có tạo những nghiệp xấu mà hãy tạo những cái nghiệp tốt để cho chúng ta có thể mang cái nghiệp này đi trong cái vòng luân hồi sanh tử. Mang theo không có mất đi đâu hết. Không thể người này tu cho người chứng được hết. Cái gì làm phước quý vị cầu nguyện quá xá luôn. Cầu nguyện làm phước, làm lành, cầu nguyện cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ. Theo cái luật nhân quả thì cầu vậy nó không được. Ai làm thì nấy có phước chứ. Mà vì cái người nào mà mình làm nó, cái phước nó phản phất một chút à, chạy ra đến tới người kia. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói trong 7 phần công đức á, nếu mà mình vì cái người mất mà mình làm á thì người chết hưởng được 1 phần, 6 phần mình hưởng. Thì mình có hồi hướng thì cũng hồi hướng một chút thôi. Cho nên tu là tu cho bản thân. Và muốn cho con cái của mình tốt đẹp thì cũng phải khuyến khích nó tu. Chứ không phải mình tu mình hồi hướng nhất nhân thành đạo của quyền thăng đâu. Cái câu đó là ai nói á.
Ví dụ như Đức Phật, chúng ta cũng thấy Đức Phật tu hành chứng quả. Đức Phật có hồi hướng cho con của mình là La Hầu La chứng quả luôn không? Vợ là Gia Du là La có khỏi tu mà chứng quả không? Cha mẹ là Vô Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Mai Gia khỏi tu có thể chứng quả được không? Ngài đổ hết những người đó đi tu mà. Ngài trở về Hoàng Cung thiết pháp cho Vua Tịnh Phạn phát tâm chứng quả La Hán. Và Maha Ba Xà Ba Đề cùng với công chúa Gia Du Đà La cùng La Hầu La xuất gia tu học hết là chứng quả. Còn mẹ ma là Hoàng Hậu Ma Gia là mất sớm, cho nên ngài cũng phải dẫn thần thông đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ. Mẹ phát tâm thì nó chứng quả được. Cho nên tu là phải bản thân tu, mình có thương thì khuyên người đó làm những điều tốt. Đó là lòng từ bi. Lòng từ có nghĩa là làm cho người đó tốt, muốn cho người kia hạnh phúc. Bi là xót xa những người nào khổ, chúng ta xót xa. Mà vì lòng từ lòng bi muốn cho chúng sanh được hạnh phúc thì sao? Muốn cho chúng sanh hạnh phúc thì phải sao? Đem hết của cải bố thí phải không? Phải không? Hay là lợi làm giúp cho người ta việc này việc kia. Thấy người nào nghèo khổ quá lỡ mình giúp tiền, giúp bạn, giúp công, giúp sức. Đúng không? Được không? Phải không? Quý vị thường làm vậy phải không? Muốn cho người nào được hạnh phúc thì làm sao khuyên cái người đó tạo cái nhân hạnh phúc để được cái quả hạnh phúc cho bản thân bằng cách hướng dẫn cho họ tu tập. Bây giờ chị nghèo quá thôi, chị cố gắng bố thí đi chị. Đi chùa làm phước cúng dường. Giờ chị không có tiền, ít nhất chị bỏ vô tủ công đức 500 ngàn gì cũng được. Phải gieo nhân thì mới có quả, chứ tôi làm cho chị cũng đâu hưởng được đâu. Thì chị muốn hết nghèo đói thì chỉ có bố thí cúng dường thôi. Khuyến khích người ta. Tự làm thì mới có phước, với người khác làm sao có mình có phước được. Có giúp bạc triệu đi nữa, giúp tiền, giúp bạn, giúp nhà, giúp cửa, thì bản thân người kia không có phước đức thì cũng không hưởng được. Bao lâu rồi cũng hết. Còn lòng bi là lòng thương người, muốn cho người hết khổ. Thấy người ta khổ mình xót xa là lòng bi. Muốn cho người ta hết khổ thì phải sao? Thì phải khuyên người ta đừng có gieo cái nhân khổ thì nó không có ra quả khổ. Thì khuyên người ta là tu tập như thế nào mà mình biết được á, mình khuyên. Đừng có làm khổ cho mọi người, đừng làm khổ bản thân mình, đừng làm khổ cha, khổ mẹ, khổ anh, khổ chị, khổ em, rồi đừng làm khổ hàng xóm, đừng làm khổ mọi người xung quanh mình. Thì mới hết khổ được chứ. Không có gieo nhân khổ thì mới không gặt quá khổ. Nó rõ ràng. Cho nên từ bi của Đạo Phật có nghĩa là tránh ác làm lành. Từ là tránh ác, từ đó là làm lành. Mình làm lành và mọi người làm lành. Bi là mình tránh ác và khuyên người khác tránh ác. Nên từ bi có nghĩa là tránh ác làm lành. Sự tinh tấn là tinh tấn cho bản thân, nhưng mà từ bi là thương chúng sinh, cho nên khuyên mọi người cũng tinh tấn giống như mình. Và thân người dễ mất ở cái chỗ là luôn luôn bị gặp thiên tai nhân quả. Thiên tai như là lũ lụt, bão giông,
những cái trận thiên tai là làm cho con người chết hàng loạt. Và nhân quả nghĩa là tai nạn, giết chóc lẫn nhau, bệnh hoạn là nó làm cho con người chết không hẹn ngày giờ. Như vậy là thân người dễ mất. Sống mà không có bệnh tật, không có chịu tai họa thì rất là khó. Bệnh tật là mang trong người của mình, một cơ thể là có nhiều cái thứ bệnh tật hạt giống ở trong đó rồi, nên nó dễ sinh ra bệnh. Sống đúng, sống tốt, sống với tinh thần an vui, hạnh phúc thì cái thân thể nó khỏe. Sống phiền muộn thì thân sẽ dễ đau yếu. Cho nên cái cách tu của quý vị cũng là để cho thân thể khỏe. Cái gì đệ tử của Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo ăn ngày có một bữa, nhưng mà thân thể khỏe mạnh, gương mặt rạng rỡ, không phải sầu héo hoặc gì đói bụng, mà rất là vui, hồng hào. Nên nhắc lại cái chỗ mà một ăn ngày một bữa đó, thì những người vị nào mà chứng quả A-la-hàm và A-la-hán á, thì theo như kinh điển ghi lại là người đó ăn một ngày một cử. Bây giờ quý vị muốn chứng quả A-la-hàm hay là A-la-hán, quý vị ăn ngàn cử, tập từ từ từ. Đó là một trong những cái tính hạnh đức độ của một người chứng quả. Ngày ăn ba cử là thấy chưa chứng rồi, hai cử cũng chưa được, ngàn cử thôi. Ăn giảm từ từ. Sự ăn, tự ăn là cái tham của cái miệng. Vậy con thân thể con người nó đòi hỏi ăn uống dữ lắm. Cho nên kềm chế được cái việc ăn uống là đã thấy mình chứng được chút xíu quả nào rồi đó. Lên cái khai cơm mình thấy bình thường, được cái bữa cơm này ngon hơn. Được bữa cơm này nghĩa là mang ơn với người tạo ra nó. Ăn thấy ngon, vui, an lạc, và quyết chí tu để trả ơn cái người đã cho mình bữa cơm hôm nay. Vui lắm. Còn ai cho thêm nữa không dám lấy, vì lấy mang nợ nhiều quá, không dám lấy. Ngày ăn cử đủ, ăn ba cử mang nợ nhiều quá trả không hết. Nghĩ vậy đó mình tu được. Chứ đừng có thấy là người ta chưa cho mình ăn là mình giận. Tới cử rồi ai cũng sắp hàng đi lấy cơm, mình chưa sắp hàng không ai ngó, không ai mời, không ai kêu tới phiên mình hết cơm nữa chứ. Giận. Bữa nay hết cơm rồi, mình có cơ hội ăn ngàn bữa, tại vì trưa không ăn thì chiều ăn, chiều về ăn luôn, thì như vậy mình bữa nay mình chắc cũng gần chứng quả. Ăn ít hơn vậy cho nó khỏe, làm cái gì chúng ta cũng có thể suy nghĩ để chúng ta an lạc. Cho nên những người mà mang nghiệp đi tái sanh, thì những cái người mà có cái tâm tu là mang cái nghiệp của cái nghiệp trắng, nghiệp tốt. Cái nghiệp này là cái nghiệp của cái người sống chân thật, biết cung kính Tam Bảo, khuyên người khác làm thiện, khen người và cầu cho mọi người được hạnh phúc. Đó là những cái nghiệp tốt mà kiếp trước mình đã làm. Còn những người mà gieo những hạt giống xấu của kiếp trước thì gọi là những nghiệp đen. Nghiệp đen này là sự dối trá, hoặc là hướng dẫn cho người khác lầm lạc,
hoặc là ích kỷ hẹp hòi, thì cái người này sẽ mang cái nghiệp xấu, sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, khi mà nghiệp quả chín muồi. Cho nên quý vị hãy tự thương mình, tu là tự thương mình quý vị. Hãy thương bản thân mình mà ráng lo tu. Nhưng mà đừng có tự mãn quá sức về cái thân người khó được của mình đây. Mình được toàn vẹn, mình được đẹp đẽ hơn người, mình được thông minh trí tuệ hơn người, mình tự mãn về nó. Khi người khác thì người đó khi nghiệp quả chín muồi sẽ sanh vào loài quỷ và sẽ làm nô lệ. Cho nên đừng khinh khi người khác, nguy hiểm. Nó là những cái tật xấu. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, mặc dù họ mang cái thân hình không được tốt đẹp như mình, nhưng mà họ cũng có cái giống Phật của họ. Khi họ chịu thể hiện nghiệm hết những cái nghiệp quả của họ thì họ cũng có những cái phước đức của riêng họ và họ trở thành tốt đẹp, cũng có thể như vậy. Cho nên đừng có mình ngã mạn với cái sự tốt đẹp của mình, thì đó là sự chấp ngã của bản thân. Càng chấp ngã, càng khinh mình, càng khinh người, thì đó là mình tự chuốc lấy cái sự khổ đau cho bản thân. Tất cả những cái điều đó làm cho người khác khổ. Chúng ta khinh người làm cho người khác khổ. Cái gì đi đến đâu mà bị người ta khinh khi mình, thì nếu không biết tu mình khổ. Chưa kể là cái người mà khởi lên cái sự khinh khi người khác á, khởi lên lòng tự mãn. Tự mãn có nghĩa là chấp ngã. Chấp ngã càng nhiều thì càng khổ, càng khó tu. Tại vì tu là buông cái ngã, mà mình càng tu mình càng chấp ngã thì làm sao mà chứng quả được. Càng tu càng buông ngã. Thì người đó có tu. Người đó mình chưa tu thì mình đủ thứ. Nhưng mà khi mình biết tu rồi, buông cái ngã từ từ. Thứ nhất là không. Quý vị thấy tại sao cái người xuất gia phải cạo tóc, phải mặc cái y phục mà có một màu một, là một kiểu một mà thôi. Tại sao như vậy? Để buông cái sự trao chuốt thân thể. Quý vị có tóc rồi quý vị phải cắt, phải uống, phải gọi, nay kiểu này, mai kiểu kia, tém qua tém lại, kẹp cái này lên, kẹp cái kia lên, mất thời gian vô cùng. Mất thời gian mà chưa kể là nó tạo sự chấp ngã trong đó. Tóc như vậy mới đẹp. Bữa nay vô bạn mình khen tóc mình đẹp, trà sung sướng. Bữa nay tóc của bà sao nay nó hơi bạc bạc rồi, trời sầu não xuống. Rồi quần áo nữa, bữa nay trời chị mặc cái áo này vải đẹp ghê, bữa nay thẳng thốn, trời chị mặc cái áo này nó ôm vô eo chị thấy đẹp vô cùng, mừng rỡ. Bữa nay sao chị mặc cái áo này bụng chị phình ra, nó bự quá vậy trời ơi, nó sầu vô cùng, về nhịn ăn nhịn uống rồi đủ thứ chuyện. Quý vị thấy người tu mặc áo phục phình à, chứ không có mặc áo eo. Không có ai mà người tu mà mặc áo ôm eo hết á. Mặc nó phùng phình ra, giờ có bụng bự bụng nhỏ thì nó không thành vấn đề. Quý vị càng bận áo bó chừng nào quý vị càng khổ chừng đó quý vị. Tại vì bữa nay bạn mình cái eo nó đẹp, mình cái eo nó hơi bự, cho nên mình phải nhịn ăn. Trưa nay mình ăn chừng muỗng cơm thôi, nếu ăn một chén cơm là bụng nó đầy lên, eo nó bự lên, xấu hơn bạn của mình
Như vậy là cái ngã nó còn nguyên ở đó, nó không có giảm bớt cái gì trên trời ở đây hết. Mặc dầu tu nguyên một ngày thiền tứ niệm xứ mà ngã còn nguyên. Quý vị mặc cao sùng sình sùng sỉnh vậy mà dễ chịu lắm. Nghĩa là dẹp bớt cái thân thể của mình, cái tôi, cái ta nó nguy hiểm cho bản thân đó. Cái chấp ngã nó làm cho mình khổ lắm quý vị. Mình tự ái, mình buồn phiền về cái thân thể của mình. Trong khi cái thân thể này vốn nó là sinh già đau chết. Cái gì mình thích thì nó xa lìa, cái gì mình không thích thì nó gần gũi. Cầu muốn cũng đâu có được đâu. Cầu muốn trẻ mà nó có trẻ đâu. Cầu muốn cho nó đẹp nó có đẹp đâu. Cầu muốn cho nó đừng có hôi hám nó cũng có ho, nó có thơm tho được đâu. Dành sức dầu thơm biết là bao nhiêu mà nó cũng hôi. Buông hết ra quý vị. Tới đâu tới miếng tắm rửa sạch sẽ được rồi. Quần áo sạch sẽ đừng có hôi quá người ta khó chịu. Tu như vậy là mình tu trang sức và buông hết ra, không đeo gì trên. Đeo có thêm đẹp gì đâu mà rủ ăn trộm cướp nó dòm ngó mình nữa mà phải khổ thêm không? Cho nên nó nhiều khi mình khổ mình không biết mình khổ. Đeo ví dụ như đeo dây chuyền chẳng hạn, ra đường là phải bó cổ lại. Đeo cái lắc nhẫn hay gì đó cũng phải lấy cái khăn bó lại. Vậy chứ sao khổ. Rồi vô đây tu mà đeo nhiều quá sợ không cho phép, cho nên đi cất giấu mà cũng sợ mất. Vậy chứ còn khổ nữa. Tu mà nó không giải thoát gì trơn, nó dính tùm lum tà la hết. Thì làm sao mà buông tâm tư ra để mà yên tịnh được. Cho nên càng tu là càng buông. Vì càng buông nhiều chừng nào càng nhẹ nhàng chừng đó, và gọi là giải thoát từ từ. Điều thứ tư duy thứ hai nữa là thế gian vô thường. Không có sự vật gì trên thế gian này mà thường tồn vĩnh viễn hết, chưa bao giờ có. Đó là quy luật chung. Mọi sự vật trên thế gian này là sinh trụ hoại diệt. Đó là quy luật. Bữa nay chúng ta trẻ, ngày mai chúng ta già. Đó là quy luật. Hôm nay chúng ta mạnh khỏe, ngày mai chúng ta có thể đau yếu. Đó là quy luật. Vậy nó đến thình lình như vậy không biết được. Tuần này chúng ta có mặt ở đây nhưng mà không biết tuần sau có mặt được không, vì sức khỏe không cho phép. Hoặc là tai nạn, hoặc thứ này thứ kia nó đến mình, ập đến với mình thình lình, đột ngột. Cho nên tu được lúc nào cứ tu. Chúng ta cần quán tưởng như vậy để chúng ta cần phải làm gì? Khi biết rằng sự vật là vô thường, sanh trụ hoại diệt. Và thứ hai nữa là vô số người đã mất đi. Có những người trẻ hơn mình, già hơn mình, hoặc cùng trang lứa với mình đã qua đời hết rồi. Tuổi già và cái chết nó luôn luôn đi song hành với nhau, như hình với bóng. Không có cái gì tồn tại trên cuộc đời, kể cả thân thể. Có nhiều người đang sống vui tươi, phơi phới, tự nhiên nghe tin mất rồi. Không có thời gian để suy nghĩ, để hồi tưởng như vậy. Khi tử thần đến, chúng ta không có thời gian để làm gì đâu. Suy nghĩ như vậy để chúng ta phải thật sự dốc lòng tu tập Phật Pháp. Để một khi
Vô thường nó đến với chính bản thân mình. Mình thấy mọi người vô thường đến với gia đình người này, đến với gia đình người kia, mai mốt đến chính bản thân mình. Rồi chúng ta phải làm gì đây? Và có rất nhiều tình huống đưa đến cái chết. Thiên tai lũ lụt và con người giết chóc lẫn nhau cũng nhiều. Có nhiều, quý vị thấy nhiều cái trường hợp xảy ra vô cớ là bị nó đâm, nó chém, tai nạn trực hờ chung quanh mình. Chưa kể là thiên tai lũ lụt ở những cái vùng sát bờ biển, hạn hán đủ thứ. Nên là nhiều tình huống nó làm cho chúng ta bỏ mạng. Và quán tưởng cái chuyện gì sẽ xảy ra khi cái chết ập đến. Dù không muốn chết nhưng cái chết vẫn đến. Người mà làm điều ác á, thì trong lòng luôn luôn hồi hộp lo sợ. Và đến khi trước khi phút lâm chung sẽ chịu một cái nỗi thống khổ kinh hoàng. Những cái cảm xúc khổ sở khi cái sự sống bị cắt đứt. Còn những người làm điều thiện thì vô cùng hạnh phúc với những điều thiện mình đã làm. Cho nên khi mà sắp chết, cái cảm thọ mình nó mạnh mẽ lắm. Dầu những cái ý niệm đó nó khởi lên một cách vô thức, nhưng nó cũng là một cái động cơ để đưa chúng ta sang một thế giới luân hồi, tùy theo cái ý niệm đó. Cho nên chúng ta phải tập làm sao những cái thói quen tốt nó luôn luôn đi với mình, để khi mà cái thần thức á, lúc sắp chết á, khởi lên một cái ý niệm trong vô thức thôi, nhưng mà khởi lên ý niệm tốt, tại nó quen như vậy rồi, thì nó đưa mình đi đến tái sanh ở cõi cao hơn, cõi tốt hơn, cái cõi mà chúng ta mong muốn. Và suy nghĩ đến cái chuyện gì xảy ra khi mà cái chết đã xảy ra. Sau khi chết rồi không có mang theo bất cứ vật gì. Khi đó tâm thức không còn chỗ dựa, buông ra hết, là chúng ta đang sống với cái vật chất mình đang có. Ví dụ như mình cảm thấy hạnh phúc khi mình có tài sản, mình hạnh phúc khi mình có nhà, có cửa, mình hạnh phúc khi mình có con, có cái, hiếu thảo, hòa thuận, thương yêu lẫn nhau, có gia đình hạnh phúc. Mình nương tựa vào đó, mình cảm giác một cảm giác vô cùng an lạc. Nhưng mà khi chết rồi, những cái đó nó buông ra hết. Phải buông thôi. Thì lúc bấy giờ tinh thần rất hụt hẫng, không có chỗ dựa. Giống như chiếc lá mà nó bay theo cái cơn gió. Không có cách nào để xóa đi những cái điều xấu ác đã làm.
chỉ có một cái Phật pháp huyền diệu và những cái điều thiện mới có thể giúp được người thôi. Cho nên chúng ta hãy kịp thời suy nghĩ rằng hãy cố gắng tu hành để khi không, để sau khi chết không còn cơ hội để cứu vãn. Đừng nghĩ rằng chết là người khác cầu nguyện cho mình, không có đâu. Để lại bao nhiêu tài sản chưa chắc người ta làm phước cho mình đâu. Con cái nó có biết đạo cách mấy này nữa, nó lấy tài sản của mình nó làm chút chút, để cho nó vài tỷ, nó làm giỏi chừng 10 triệu rồi xong. Gửi lên chùa Giác Ngộ cúng dường trái tăng nhiều lắm là 50 triệu hết xong, coi như là hiếu dữ lắm rồi đó. Hiếu đó là hiếu là tiền của mình để lại đó, chứ tiền của nó không dám bỏ ra đâu. Cho nên điều duy nhất là chúng ta tu hành Phật pháp, biết được thân người khó được, thứ hai là thân người dễ mất, và thế giới là vô thường. Giờ chúng ta qua cái phần tư duy về nghiệp và nhân quả. Đây là mấu chốt của luân hồi và giải thoát, do nghiệp và nhân quả. Và chỉ có Phật, có bậc giác ngộ mới có thể quyên thâm được cái vấn đề nghiệp báo và nhân quả mà thôi. Có nhiều khi có người mà tạo cái nhân tốt nhưng mà thấy gặp nhiều chuyện bất hạnh không? Có nhiều người làm những điều xấu không? Mà họ lại gặp những cái điều mà mọi người mong muốn, đó là hạnh phúc của cải tiền bạc giàu sang. Nên có nhiều người dựa vào đó mà không có nghĩ là nhân nào là quả đó. Nhưng có thể nói một cái khái quát rằng gieo nhân thiện, hái quả thiện, gieo nhân ác, gặt quả ác. Vậy là đủ. Nếu khi nó trổ cho đời này, trổ cho đời sau. Chứ có những điều ác làm chưa trổ mà thôi, có những cái điều thiện mà làm nó cũng chưa trổ. Và phải chờ thời gian, và phải tin tưởng rằng những cái việc tốt mình làm sẽ tạo cho mình một cái nghiệp tích lũy. Nó tích lũy cái nghiệp. Có những cái nghiệp nó trả quả mấy trăm năm, mấy trăm năm sau, mấy trăm kiếp sau. Có những cái nghiệp trả quả liền mà ít khi nào trả quả hiện tại lắm quý vị. Không có trả quả hiện tại đâu. Ví dụ như mới cúng chùa xong về trúng số độc đắc à, cho nó mới gieo cái có quả liền. Rồi quý vị tin tưởng rằng, nghĩ rằng là mới vừa cúng chùa là do gì cái phước cúng chùa đó là trúng số liền, phải không? Trúng số liền là do cái quả của quá khứ, cái nhân quá khứ đã tạo rồi. Vậy nên đúng thời để chỗ, nó chỗ đúng ngay cái lúc mà mình đi cúng dường tâm bảo. Còn nói chờ Phật độ cho bà này trúng số độc đắc, còn tôi cũng cúng giống bà, không thì nhiều hơn. Bà cúng có 100 ngàn, tôi cúng tới 200 lần. Mà bà trúng độc đắc, tôi không trúng được miếng nào hết. À, vậy là Phật không có bình đẳng gì hết, thiên vị bà này, thương bà này không thương tôi. Đó là mình hiểu sai về nhân quả. Và đừng có mong rằng ở kiếp này á, nó vô thường lắm quý vị. Cái gì nó cũng tạm bỡ. Đừng có mong hưởng gì ở kiếp này á, vừa đủ xài vừa quá ngày là đủ. Chỉ chủ yếu là chúng ta có trí tuệ hiểu biết để hướng về Phật pháp, để tu hành là tốt rồi. Còn hưởng thụ trên cuộc đời này có bao lâu đâu, cuộc đời chúng ta có bao nhiêu đâu, mấy chục năm là nó hết rồi, mà hưởng thì nó hết thôi. Giờ
Có người có 1 tỷ, người có 10 tỷ, người có 100 tỷ cũng giống nhau thôi. Tại chết đâu có mang theo được đâu. Ăn uống ngày 3 cử, thôi ăn 4 cử nó phát ấp. Chưa kể là không chứng quả nữa, ngày 1 cử mới chứng. Nên có tài sản nhiều nó cũng không ăn thua gì. Cho nên Đức Phật mới dạy thôi, con ơi tu đi, buông hết với mọi thứ thế gian đi. Những cái thứ mà tạm bợ đó đừng có tạo nữa, mà hãy tạo những cái gì chắc chắn cho bản thân mình. Rồi kiếp này kiếp sau mình mang theo, mình mang hoài hoài, gọi là nghiệp tích lũy cho mình, mang hết đời này tới đời sau, gọi là đới nghiệp đi vãng sinh. Nghĩa là mang theo cái nghiệp quả của mình, nghiệp tốt, nghiệp xấu đi vãng sinh, đi tái sanh ở một cái thế giới khác, hoặc là quay trở lại loài người, làm cái người biết tu trong cái thời Phật Pháp còn tại thế. Nghĩa là còn chánh Pháp của Phật còn. Về nghiệp á, thì nó tùy theo cái động cơ và kết quả. Nghiệp có thể chia thành ra nghiệp lưu dẫn đến luân hồi và nghiệp dẫn đến giải thoát, dựa vào động cơ và kết quả. Nghiệp luân hồi là tạo nên bởi vô minh và những cái sự tiếp xúc xung đột xuất phát từ vô minh. Lùa nghiệp luân hồi này sẽ dẫn dắt đến tái sanh. Chúng ta phải tiếp nhận sự tái sanh ra sao, điều này quyết định hoàn toàn tỷ lệ vào nghiệp ác và nghiệp thiện. Ví dụ như quý vị làm một cái điều gì phước đức, cái gì cầu gì, cầu cho con có sức khỏe, phải không? Cầu cho con, không phải con không mà cầu cho cha mẹ của con, thằng nhất là tháng 7 này, cầu cho cha mẹ, cầu rồi cái quá gian luôn, cầu cho con cái của mình luôn, rồi cầu cho gia đình của mình làm ăn suôn sẻ mọi thứ. Đó là quý vị cầu cho thế gian này không, trong khi cái thân này gần chết rồi mà cầu cho mình. Thân này nó muốn chết, giờ nào nó chết chứ, mà mình cầu cho nó có sức khỏe, nó sức khỏe nó cũng chết. Có nhiều người rất là khỏe mạnh, ra đường xe đụng rồi đi luôn. Đó là động cơ, động cơ của chuyện mình làm phước. Tại sao mình không hồi hướng về cho cái quả vị giải thoát của mình? Con làm điều này để con mong con được giải thoát. Con làm điều này con mong con chứng thành quả Phật à. Con tôn trọng Tam Bảo là bởi vì con tôn trọng giáo pháp của Ngài, con tôn trọng Ngài, con kính ngưỡng Ngài. Con sẽ quyết chí thực hành theo cái cuộc đời giống như cuộc đời của Ngài. Con tôn trọng lời dạy của Ngài, con nguyện thực hành theo lời dạy của Ngài. Con tôn trọng Tăng Bảo là bởi vì những người thực hành lời dạy của Ngài, con tu theo họ để cùng nhau khuyến tấn tu học. Con có làm biến nữa, ít nhất có người sau lưng nó đốc con lên, con tu. Giống như vô đây tu phải có điểm danh, phải có đống mộc, nay là một bông này mai bông kia, thì quý vị mới vô tu còn mấy nay vắng, nay vắng, mai vắng, từng sao vắng. Nên nó cũng có một cái động cơ để mà mình tu. Và cái nghiệp dẫn đến luân hồi là tại vì chúng ta cầu nguyện luân hồi trong cuộc đời. Cái động cơ mà mình làm phước đó là toàn là để luân hồi không. Để kiếp sau con thành người đẹp, để kiếp sau con thành người giàu, kiếp sau con thành người thông minh, để con có cơ hội làm phước làm lành thêm, mà không dám hồi hướng về cho cái quả vị Phật quả của mình. Vậy mà cứ cầu nguyện vãng sinh sư Phật. Một đàn thì cầu nguyện ước mong về sư Phật, một đàn thì cầu nguyện ở lại thế gian này được thân hình khỏe mạnh, tốt đẹp, trí tuệ, giàu có. Chúng ta muốn đàn chúng ta làm nẻo.
Và nghiệp á, nghiệp luân hồi thì nó có hai thứ, có thể chia làm hai thứ là nghiệp có công đức và nghiệp không có công đức. Nghiệp có công đức và nghiệp không có công đức nó khác nhau ở cái chỗ là nó đưa chúng sinh luân hồi ở chỗ cao hơn và chỗ thấp hơn. Nghiệp có công đức là cái nghiệp cúng dường tam bảo. Tại sao cúng dường tam bảo là cái nghiệp có công đức, có là sự tích lũy cho mình cái công đức rất lớn. Thứ nhất là mình tôn trọng cái thiện. Đức Phật là vị giải thoát, buông bỏ hết, chúng ta tôn trọng cái sự buông bỏ. Buông bỏ mà đầy từ bi và trí tuệ là chúng ta tôn trọng cái thiện lành của Đức Phật. Chúng ta bảo vệ chánh pháp của Đức Phật tồn tại trên cuộc đời này là chúng ta tôn trọng những điều thiện. Bởi vì chánh pháp của Phật là dạy chúng ta giải thoát, mang một cái vị giáo pháp của Đức Phật, đó là cái vị giải thoát. Quý vị tu thiền tứ niệm xứ cũng mục đích là được giải thoát. Tất cả những phương pháp chúng ta tu đều là được giải thoát. Mà phải tu theo Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni á, chứ còn theo như các vị khác thì không bảo đảm là được giải thoát hay không. Nhưng mà cứ tu theo chánh pháp của Phật, lựa minh sư mà tu để quý vị dạy cho mình lời dạy của Đức Phật. Còn cái nghiệp xấu, nghiệp không có công đức là những dĩ nhiên là dựa vào cái 10 cái điều thiện bất thiện, gọi là thập ác, thì sẽ rơi vào cái cõi luân hồi thấp là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và cũng có chia ra cái nghiệp gọi là nghiệp bất động, có nghĩa là những người mà tu thiền á, mà chấp vào cái sự an lạc của thiền thì sẽ tái sanh ở trong cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Nó là tái sanh vẫn còn ở trong ba cõi luân hồi. Còn nghiệp giải thoát là bao gồm những nghiệp thiện, nhưng mà nó liên quan đến cái sự khao khát muốn được giải thoát. Làm điều thiện nào cũng nên cầu cho sự giải thoát, mong muốn được giải thoát. Tất cả đều, những cái việc thiện đều có khả năng đưa đến sự hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở thế gian này là hạnh phúc mỏng manh, thì không có được Đức Phật khen ngợi. Mà hạnh phúc của sự giải thoát mới là hạnh phúc lâu dài. Ví dụ như quý vị làm một cái điều phước, tự nhiên là cúng dường cho tăng tam bảo đi, vì mong rằng gia đình mình bình an hạnh phúc. Bình an một lúc nào đó nó hết bình an, tại vì nó vô thường. Thì nó sẽ làm thối cái tâm mình liền. Nó đâu có bền dài đó. Rồi mình mong cái phước đức này cho cái quả vị giải thoát của mình. Cho nên dầu mới vừa cúng dường chay tăng xong rồi lát nó ra đường xe quẹt gãy chân. À, không sao. Chuyện này nghiệp quả phải trả thôi, còn cái phước mình làm chưa hưởng. Phước mình để dành cho quả vị giải thoát rồi. Cho nên nghiệp quả gì đó, xấu nó trả cho hết. Thì tâm mình nó an lạc. Còn mới cúng dường chay tăng xong trên đường về bị xe quẹt gãy chân,
Ơi, cúng dường xong xuôi ghê. Nhớ cái chuyện này, đến đây chúng tôi cũng nhớ một cái câu chuyện thời Đức Phật cũng vậy. Có anh chàng đó, anh cúng dường cho Phật. Ảnh cúng dường cho Phật, thỉnh mời Phật và chư tăng đến để cúng dường xuất bát. Cao lương mỹ vị rồi dữ lắm. Cúng xong là ảnh đảnh lễ tôn kính Đức Phật lắm, là đưa Đức Phật đi một đoạn đường. Trên đường về, ảnh bị anh thợ săn á, bắn thú, bắn lộn nhầm ảnh chết. Các vị tỳ kheo tu hành chưa chứng đạo á, ngồi bàn tán, trời ơi, anh này ảnh cúng dường Đức Phật, cúng dường cho chư tăng mình tử tế đàng hoàng ghê, mà tại sao ảnh đưa Phật đi rồi trên đường về ảnh bị người ta bắn chết? Phải ảnh đừng có đưa Phật đi về thì ảnh đâu có chết như vậy. Bàn tán số không sao. Phật nói cái gì vậy sùm đây? Thì một vị mới quỳ lên thưa chị. Phật nói cái phần của ảnh chết á, là dầu có đưa ta đi như này, đưa ta không đưa ta đi nữa, ổng cũng chết. Chứ đâu đừng đổ thừa tại đưa Phật về một đoạn đường, là trên đường về đó ổng nó chết. Nếu mà ảnh không đưa thì ảnh ở tại nhà thì ảnh không chết. Tại vì đưa đi cho nên ảnh về, trên đường về ảnh chết. Rồi cũng có một cái câu chuyện nữa. Có cái vị đó tu theo hạnh của Phật là không có gặp Phật, nhưng mà nghe cái giáo pháp của Phật là tự đắp y, cạo tóc tự đắp y tu. Nhưng mà tu theo giáo pháp của Phật, nhưng mà không biết Phật là ai. Nhưng mà nghe về pháp của Phật, người ta nói qua nói lại á, cho nên anh tu. Bữa nó ảnh nó trú ở trong cái nhà cái anh thợ đồ gốm, thì cũng có một cái rồi Đức Phật đi ngang thấy tối rồi, ngài cũng muốn ghé một chỗ nào tá túc qua đêm, cho nên cũng đi vào trong cái nhà đó xin tá túc. Thì anh chủ nhà mới nói là trong nhà tôi cũng có một phòng thôi, và cũng có một vị sư đang ở trong đó xin tá túc qua đêm nay. Nếu mà ngài được đồng ý thì vô thỏa thuận với cái vị sư trước á, là hai người cùng ở qua đêm nay. Đức Phật vào thấy anh này làm nhà sư, là một vị sa môn tỳ kheo, đắp y tỳ kheo giống như Phật nhá. Rồi Đức Phật mới hỏi thăm anh này anh tu như thế nào, là thầy của là ai. Anh mới nói con là tu theo Phật Thích Ca, thầy con là Phật Thích Ca Mâu Ni, con tu theo giáo pháp của ngài. Đức Phật hỏi vậy chứ thầy của ngài giờ đang ở đâu, nó con không biết. Thì Đức Phật mới thuyết pháp cho vị sư này nghe. Sau khi thuyết một bài pháp xong thì vị sư này mới nhận ra đây là Phật, đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ông đã từ lâu ở trong tấm lòng đã theo Phật. Thì Đức Phật nó, rồi vị sư này mới xin Phật nhận làm đệ tử thọ giới tỳ kheo. Thì Đức Phật nói rằng muốn làm đệ tử của ngài, trở nên một vị tỳ kheo sa môn tu tập thì cần phải có bát, tại ảnh có cái y thôi không có bình bát. Ảnh mới đi nói vậy thì Đức Phật chờ con đi kiếm bình bát. Thì ảnh ra ảnh đi kiếm bình bát, ở trên đường đi bị bò hút chết. Rồi có nhiều người nói rằng tại Đức Phật kêu ảnh đi kiếm bình bát nên bị bò hút chết. Rồi ngài A Nan mới hỏi Đức Phật vậy chứ anh tu như vậy anh chết vậy là sanh về về đâu. Đức Phật nữa nói rằng cái gì cái anh đó anh chứng quả là hán rồi, sau khi nghe bài pháp của Đức Phật vậy thì quá tốt rồi, thân này là phải chết thôi, đừng đổ thừa người khác.
biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nghĩa là cái thân nó vô thường lắm quý vị, tai nạn nó trực hồi liên tục, chết bất cứ lúc nào. Cho nên đừng đổ thừa tại người ta sai mình đi mua đồ, người đi xe đụng chết, hoặc là bề tại người này tại người kia, tại lo cho người này tại lo cho người kia nó mới chết. Sự thật là cái chết đó là không ai bắt ai chết được hết á. Muốn chết là cứ chết thôi chứ đừng đổ thừa người khác. Có nhiều người cha mẹ hấp hối nằm hoài không chết, lưng lỡ hết rồi. Đợi nói bạch ni sư ơi, má con á, nằm hoài không chết, lưng lỡ tới xương luôn, thấy đau đớn quá. Giờ con thỉnh ni sư đến tụng kinh cho má con chết, để nằm hoài nghiệp nặng quá. Nói không có kinh nào tụng để chết hết. Giờ cô có muốn má chết sớm, có một cách duy nhất là bóp mũi má chết liền. Có nhiều người cha mẹ nằm hoài không chết, kêu là thầy là tụng kinh cho chết. Ai gan nó mới dám lời tụng kinh. Trên rồi không chết, nó thầy không linh. Thầy đang tụng cái chết liền, trời linh ghê. Có nhiều người, có nhiều thầy đi tụng kinh lại cái thiệt sự là vừa tụng kinh xong người ta chết liền à. Rồi nói ni sư ơi, cái bà hàng sớm á, má bà gần chết, không chết nằm nghiệp nặng quá, cho nên kêu là thầy là tụng kinh. Ba ngày, đúng ba ngày, ông vừa xong cái má tắt thở liền luôn. Vậy ni sư tụng đi, ni sư tụng đi. Chắc ni sư còn linh hơn ổng nữa. Tại vì ni sư nghe đồn, ni sư chùa ni sư tốt này kia, cho nên ni sư tu tụng chắc, người ta tụng ba ngày, ni sư tụng chắc tụng ngày là chết. Tụng ba ngày thì tốn tiền ba cái bao thơ, còn tụng một ngày chết thì tốn tiền có một cái bao thơ một ngày thôi, đỡ tốn. Kêu người nào linh linh nó tụng chừng chút nó chết liền, bao thơ nó nhẹ chút. Nó thôi thỉnh với nó, thỉnh ông nào tụng kinh cho người ta chết thì lại thỉnh đi, chứ tôi ổng có kinh Phật nào dạy tụng kinh để cho chết hết, chưa có. Cho nên là chúng ta không có nhận mấy cái chỗ đó. Còn có nhiều người cha mẹ bệnh nặng, mong cho cha mẹ qua khỏi cơn bệnh đó, cầu mấy thầy mấy sư cô đến để tụng kinh để cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Vừa tụng xong ba ngày sau là ổng bả chết, tụng sống thành chết. Cho nên ai mà cầu nguyện vậy cố gắng ráng từ chối đừng có đi quý vị. Vậy cái chết lúc nào mình đâu có biết được đâu, đổ thừa mình tụng kinh xong ba ngày tay gì sống chết luôn. Rồi có nhiều người đổ thừa lẫn nhau đó, anh em đổ thừa lẫn nhau. Tại vì thỉnh thầy tới tụng kinh cho nên mới chết đó chứ. Cho nên có những cái cầu nguyện đó Đức Phật không có chấp nhận để mà đi đến để làm những cái điều đó. Hồi xưa Đức Phật cũng đã như vậy rồi, và chúng ta cũng vậy thôi. Ai mà lợi cầu nguyện là đang hấp hối mà cầu cho sống thì thôi đừng đi. Còn đang hấp hối mà cầu chết thì cũng đừng đi. Nhiều khi tụng hoài người đó không chết, vì cái nghiệp quả ta chưa có hết, người ta chưa chết được. Cho nên con người cái danh xưng tôi nó mạnh mẽ lắm. Và chấp vào trong cái ngã của mình, đổ thừa cho người khác mà không có biết dựa vào cái nhân quả của bản thân.
chết chóc là một điều mà không ai có thể thoát khỏi. Và luân hồi hay không luân hồi là do bản thân mình. Vì vậy cần phải loại bỏ cái phiền não gọi là tam độc, tham sân si, thì cái gốc luân hồi nó mới chấm dứt được. Còn bằng không, nó tham sân si còn á, là cái luân hồi là không thể nào ngừng lại. Rồi cũng vì chấp ngã cho nên mới ganh ghét lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, giận lẫn nhau, hờn giỏi lẫn nhau. Vì cái tham sân si, vì cái chấp ngã mà đó. Nhiều người hay hờn mát, nhiều người hay giận, nhiều người hay nói lỗi người khác, đó là chấp ngã hết. Nên trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng tiếp xúc với nhiều cái phiền não của bản thân và phiền não của những người xung quanh để vượt qua được. Nhiều khi cái phiền não của bản thân lại tuôn ra cho người khác phải chịu đựng nữa. Nên tu là thứ nhất là ngừng lại, đừng có làm phiền người khác, và chỉ có mình làm phiền mình mà thôi. Dặn lòng mình, điều khiển cái tâm tư nhận thức của mình, nhớ những cái điều tư duy. Thứ nhất là thân người khó được, thứ hai là thế gian vô thường, thứ ba là nghiệp và nhân quả. Nghiệp tích lũy, từ cái nhân nó đưa đến cái từ tích lũy, nghiệp, và phải nhận cái quả một ngày nào đó. Giờ đưa đến cái nghiệp giải thoát. Nghiệp giải thoát là bao gồm tất cả những nghiệp thiện, nhưng mà với cái sự khao khát là muốn được giải thoát. Cái gì là không phải là giải thoát là ngồi thiền tu rồi làm cái gì ghê gớm lắm thì gọi là giải thoát, không phải. Tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt chức, làm phước có nghĩa là xả ngã đó. Làm phước nghĩa là giúp đỡ cho người khác có lợi ích. Thường thường mình ích kỷ lắm, nghĩa là ích kỷ là cái bản thân, cái bản tính nó như vậy rồi. Tính tự nhiên của chúng sinh là như vậy. Nhưng mà làm lợi ích cho người khác có nghĩa là xả ngã. Cho nên cái việc tu hành trước tiên là phải làm thiện, bố thí. Trong cái 6 ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì cái bố thí nó đứng đầu là làm thiện, làm phước. Làm phước là để xả bỏ ngã từ từ, làm lợi ích cho người khác. Thường thường là lợi cho mình thì mình thích lắm, lợi cho người khác thì mình không thể làm được. Nhưng trong cái chuyện tu là buộc lòng phải giúp đỡ người khác là như vậy, để xả cái ngã, xả thân. Ví dụ như chuyện gì dơ dái ai cũng làm, mình là xả ngã, làm để tôi luyện cho bản thân mình chứ không phải làm cho người khác. Làm cho người khác dĩ nhiên không có ảnh hưởng sự sạch sẽ, nhưng mà đó là tôi luyện bản thân để dẹp trừ cái bản ngã. Tôi như vậy mà đi lau chùi quét dọn gì, tôi như vậy mà đi lượm rác gì, tôi như vậy mà đi rửa chén cái gì, ngã cao. Tôi mà như vậy còn làm việc này việc kia, nghĩa là không có xứng đáng để mình làm việc đó. Mình phải làm việc cao hơn kìa, chứ còn việc thấp thỏi thì mình không thể làm được. Thì đó là cái ngã còn nguyên, không chừng nó càng ngày càng lớn. Làm điều thiện cũng là một cái sự giữ giới. Không có làm lợi ích cho người khác thì cũng phải không có làm ác. Không làm ác là giới. Giới nó bao gồm không làm ác và phải thực hành những điều thiện. Cho nên bên Phật giáo Bắc truyền thì đưa cái bố thí và trì giới nó đi liền. Bố thí, trì giới. Bố thí là làm phước, trì giới là
là sự giữ giới. Nhưng mà hai cái đó nó đi liền với nhau. Và cái người xuất gia là người bố thí rốt ráo nhất. Mà muốn bố thí thì cần phải có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì bố thí nó có nhiều từng bậc. Thứ nhất là bố thí tài thí gồm có nội tài và ngoại tài. Những cái này là rất là cơ bản cho quý vị biết hết rồi phải không? Biết hết chưa? Biết rồi thì cứ học lại cho nhớ. Bố thí gồm có tài thí gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là của cái tài sản, nội tài là thân thể, như là hiến máu, như là hiến tạng, hiến thân thể gì đó, hiến xác gì đó. Đó là cũng là bố thí nội tài. Nhưng mà bố thí sau khi chết thì còn sống là không bố thí. Đức Phật hồi xưa, Đức Phật là một vị Bồ Tát. Trong cái tiền kiếp của Ngài, Ngài bố thí cả cái sinh mạng đang sống. Còn chúng ta nó bố thí khi nào chết nó bố thí nha, còn sống là không bố thí. Dần ngáp ngáp rồi bác sĩ nó còn 2 ngày nó chết thì lúc đó không có lấy thân, chứ không được lấy trước. Dầu cho có bố thí nữa cũng không bố thí rốt ráo bằng Đức Phật ngày xưa được. Chúng ta có làm cái hạnh bố thí. Bố thí thân là để chi? Để xả cái ngã, xả cái sở hữu ngã, rồi xả luôn cả chính cái ngã. Sở hữu ngã có nghĩa là cái gì sở hữu của bản thân thì mình xả đi rồi, đó là bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Còn bố thí nội tài là bố thí cả cái thân. Bố thí thân được như vậy thì ai đụng, ai chửi, ai làm gì cái thân này thì cũng kệ được, phải không? Xả đi, chửi cũng được, khen cũng được, khen không thua gì hết, chửi không sao hết. Mà cái tiếng khen nó nguy hiểm. Cái khen làm cho mình cái ngã nó cao. Khen riết rồi ai chê chịu nổi. Mình giống như mình sướng quen rồi mình chịu cực chịu nổi. Ở nhà ở máy lạnh quen rồi, vô chùa nào có máy lạnh thấy nó thoải mái hơn. Chùa nào không có máy lạnh mình khó chịu. Nó quen rồi. Mai mốt quý vị đi tu thiệt, đâu phải lúc nào cũng ở máy lạnh gì hoài đâu. Nắng chịu nắng, mưa chịu mưa, để chi cơ thể mình nó quen đi. Nực cũng được. Có nhiều người nực, Nực quá. Thái độ vậy, nực quá. Vậy chi để cho người ta biết mình nực. Để mình tỏ một cái thái độ phiền não vì cái nực. Làm sao mà nực mà vẫn bình yên như vậy? Nực cũng bình yên, không sao, không có thái độ gì. Còn máy lạnh, lạnh quá cũng chịu đựng chút cũng hết thôi. Lạnh quá cũng la lên, lạnh quá, ngồi đây lạnh quá. La sùm lên, để cho tao biết mình đang lạnh. Không có chịu đựng được. Cho nên chúng ta phải chịu đựng làm sao mà cái cảm xúc của mình người ta không biết được. Tâm mình nó bình an, bình tĩnh. Hôm qua cũng nói hôm qua, hôi quá cũng nói hôi quá. Nghĩa là cái thái độ mình nó bị chi phối bởi cái cảnh bên ngoài. Còn là sao mình không bị chi phối vậy? Ngồi đây có mỏi lưng cũng làm thinh, rồi ráng chút hết.
mỏi cái chân tê cái giò quá, cũng tôi kệ thôi, ráng chút cũng hết, mình trở qua trở lại. Có khát nước quá, thôi lát nữa xuống uống cũng đâu sao, bình thường. Có nhiều người á, đi tới đâu phải cầm chai nước theo. Chai nước này là chai nước mình nấu ở nhà đem vô, đem thấy bình thủy, đậy nắp lại để cho nó giữ ấm. Chứ uống lạnh, uống nước lạnh nó đau bụng. Vậy thì tu sao được tu? Tu là khát nhịn luôn, không sao hết trơn, có nước rồi, miễn sao có nước uống là được rồi. Tu sao mà quý vị buông hết, càng buông càng tốt thì nó mới giải thoát nha. Có nghĩa là mình mong cầu giải thoát và mình cũng thực hành cái hạnh giải thoát. Buông hết, ai xin gì cho, có cho được, cho hết. Cho nên muốn được giải thoát thì trước hết phải hạ quyết tâm thoát khỏi luân hồi và thực hành những cái điều thiện. Đó là một cái điều kiện tiên quyết là bắt buộc. Và đầu tiên là như vậy. Quý vị muốn tu á, muốn về cõi trời cõi Phật hay là muốn về cõi nào thì tùy theo cái động cơ và sự khao khát của bản thân. Thì cái thứ tư nữa là luân hồi là khổ. Dĩ nhiên là luân hồi là khổ rồi. Mỗi chúng sinh sinh ra là có 8 cái khổ rồi, là sanh già đau chết, thương yêu xa lìa, thù quán gặp gỡ, ham muốn không được, cầu bất đắc, là ngũ ấm xứ thành khổ. Đó là 8 cái khổ của con người. Để sinh ra làm người là có đủ 8 cái khổ. Cho nên chúng ta mà luân hồi lại nữa thì chúng ta mang 8 cái khổ khác của một cái thân mới á. Cho nên cũng là 8 cái khổ đó. Cho nên là không có để luân hồi. Còn nếu mà vào xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì càng khổ hơn nữa. Cho nên đừng có để cho mình vào trong cái cõi luân hồi đó. Mà cõi luân hồi nó có 6 cái cõi luân hồi khổ mà Đức Phật dạy nên thoát ra. Thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời và người. Trời cũng là một cái cõi luân hồi. Và quý vị tin có địa ngục không? Có không? Địa ngục có không? Địa ngục là tù ngục quý vị. Thế gian này là tù ngục. Còn thế giới của chúng ta là thế giới tâm linh. Mà theo như Đức Phật nói có địa ngục. Tại vì gọi là 6 cõi luân hồi thì trong đó có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, Atula, người và trời. Và đừng có phải ở trong cái cõi luân hồi đó. Thì như vậy mới thoát ra khỏi cái sự khổ của con người. Cho nên quý vị có 4 điều tư duy, chúng ta sẽ đúc kết là quý vị thấy. Đó là thân người khó được. Thân người khó được, ở trong đó là chúng ta có được cái thân là đã tốt rồi, đủ các căn phước đức, không có phải đuôi đía câm ngọc gì cả, đầy đủ các cái thiện căn phước đức, không có dị tật, không có dị tướng gì hết, đó là tướng bình thường, đầy đủ các cái căn. Thứ hai nữa là thế gian là vô thường, thân thể vô thường và tất cả thế giới mọi sự vật chung quanh chúng ta đều là vô thường. Thứ ba nữa là nghiệp và nhân quả. Nghiệp nó tích lũy và tạo nên cái nhân, nó tạo nên cái nghiệp tích lũy và phải chịu cái quả mà thôi, chứ không có thể nào ai chịu thế cho mình được. Thứ tư nữa là luân hồi là khổ, cho nên phải dứt khoát chấm dứt luân hồi, mong ước được giải thoát. Đó là cái điều tiên quyết trong cái sự tu tập của quý vị, để rồi quý vị sẽ cố gắng tinh tấn hơn trong sự tu của mình một cách thực tế. Rồi chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và tu tập. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy
cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.